Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Cổ Gia Vũ. Thì hôm nay là có một cái comment của một bác khách gọi là trong nghề, có nhá, trong nghề gỗ luôn. Bác ấy có comment như thế này, các bác xem ở phần trên này các bác nhá. Bác ấy bảo rằng là muốn không có rác, đấy, không bị nứt thì giá cao, cậu tự bỏ tiền ra sơn đấy. Còn có mà sơn rồi thì thánh mới biết được là có nứt, có rác hay không. Đấy, mấy cái loại gỗ này cho sơn màu lên rồi thì trong nghề còn không biết, huống chi là khách. Đây là ý kiến của tôi vì tôi là làm sơn, tôi biết. Đấy, đây là một bác thợ sơn thì bác ấy biết rõ là cái hàng mộc nó như thế nào, nó quan trọng như thế nào. Đấy, tại vì khi sơn lên rồi thì rất khó để biết được nó là gỗ gì, rác gỗ ở đâu, mộc gỗ ở đâu. Đấy, đây là một cái quan điểm cực kỳ là đúng của bác khách nhé. Nhưng mà khi mà các bác khách mua về rồi ấy, thì giờ tự nhiên các bác đi mua mộc xong các bác phải đi thuê thợ sơn thì rất gì là cầu kỳ, đúng không các bác? Nhưng mà với đồ gỗ Gia Vũ bên em thì em chỉ cho các bác một cái cách như này cực kỳ là hay luôn ấy, có bác có thể áp dụng với cơ sở, tất cả những cơ sở ấy, ví dụ cơ sở của các bác ưa thích ở trong miền Nam, miền Bắc, miền Trung ấy, các bác có thể làm như thế này thì nó cực kỳ là hay. Đầu tiên các bác là như này nhá, như với cơ sở của bên em chẳng hạn, khi các bác đặt hàng ở cơ sở bên em, cơ sở đồ gỗ Gia Vũ bên em thì có từng cái khâu, từng cái quy trình một để làm ra những cái video ấy, làm ra những cái hình ảnh cho các bác. Ví dụ như một cái đơn bàn thờ các bác, một cái đơn bàn thờ các bác đặt em với cái kích thước như đã thỏa thuận bên trên và giá tiền bên trên ấy, thì trong cái khâu xẻ gỗ, coi nhá, trong cái khâu xẻ gỗ là em làm ra những cái video về xẻ gỗ ấy, chi tiết của bộ phận của chiếc bàn thờ của các bác như thế nào, tường tận chi tiết làm sao ấy, gỗ gì, xẻ gỗ như nào, làm ra một cái video như này, đăng lên trên YouTube, công khai trong hội nhóm và gửi đến các bác ba nơi. Đấy, các bác đều có mặt ở trong ba cái nơi đấy thì các bác có thể xem được những ý kiến của những người khác góp ý cho các bác. Đấy, trên YouTube thì hàng nghìn người, hàng vạn người, hàng triệu người thì không nói đến, nhưng trong hội nhóm của em thì có tới 200 người, kể cả các bác khách ấy đã mua hàng trước đó, kể cả những các bác khách mới vào tham khảo ấy, phải kể cả các bác nữa, đều có trong hội nhóm hơn 200 người này, thì mỗi người cho một ý kiến thì các bác có rất nhiều cái góc nhìn về sản phẩm, coi nhá. Đấy, gửi đến các bác một hình ảnh, một video đấy cùng giống nhau hết đấy, các bác có thể đưa cho hàng xóm, đưa cho thợ mộc ở cơ sở các bác xem thì nó rõ ràng, chi tiết và minh bạch nhất, đúng không các bác? Đấy là khâu xẻ gỗ đấy. Tiếp đến khâu xẻ gỗ thì đến cái khâu làm mộc, gọi là dựng mộc lên, để hoàn thiện phần mộc lên, thì em lại quay video đăng lên YouTube cho các bác xem một lần nữa đấy, cũng đăng lên trong ba hội nhóm như vậy, gửi đến các bác như vậy. Thì cái vấn đề minh bạch công khai, cho dù em nghĩ là một cái vấn đề, một phần giác, một phần mắt nhỏ thôi là các bác cũng thấy cực kỳ rõ và chi tiết rồi ấy, mà tận tới có rất nhiều những người góp ý cho các bác nữa thì về cái vấn đề sản phẩm thì nó phải cực kỳ là sắc nét các bác. Nếu mà các bác nào ở gần thì các bác có thể đến kiểm tra mộc, thì lúc này là hoàn toàn là các bác tin tưởng rồi ấy. Còn nếu bác nào ở xa, thường thường là những cái đơn hàng của em ấy là vào trong tới những ở trong miền Nam này, Bình Dương, Bình Định, Cà Mau này ấy, hay thậm chí là Châu Đốc, An Giang. Hôm trước em có làm một vài những cái video, một vài những sản phẩm gửi về cho các bác rồi đấy. Đấy, thì những các bác ở xa không đến được thì như thế nào ấy, thì em vẫn phải làm những cái biện pháp như vậy, chụp ảnh, đăng ảnh ấy trên các hội nhóm, trên YouTube, công khai toàn bộ minh bạch như vậy và gửi đến các bác nữa để cho các bác xem hàng đấy. Nên là thỉnh thoảng các bác thấy được những cái video của bên em về quay hàng mộc, quay xẻ gỗ đấy, là những cái đơn hàng nó như vậy đấy các bác. Đấy là những cái đơn hàng như vậy, nên là về cái vấn đề công khai minh bạch như vậy thì em thấy được là các bác nên áp dụng vào với những cái nhà xưởng như mình đấy, đặc biệt là cái những cái cơ sở mà các bác tin tưởng, hoặc đặc biệt là các bác mua hàng ở trên mạng thì các bác nên áp dụng những cái cách đấy cho em đấy. Tại vì ở đây là em đã tối ưu hóa nhất là những cái sản phẩm, tại vì các bác ở xa mình bán hàng online thì mình phải công khai minh bạch các bác nhá. Đấy, kể cả cái cơ sở ở gần đấy, cơ sở ở gần các bác thì các bác cũng nên làm như vậy để các bác có thể tham khảo được nhiều người, được nhiều người góp ý kiến hơn. Đấy là những cái khâu như vậy đấy, từ xẻ gỗ một video này, mộc một video này, sơn một video này đấy, tất cả là ba video, hình ảnh, chụp ảnh chi tiết lại. Thế như vậy thì các bác biết rõ được cái sản phẩm của mình nó làm ra như thế nào, nó từ cái gì ra, từ gỗ gì ra, thì các bác có thể mang những cái video hình ảnh đấy, đấy đến những cơ sở, hay là đến những cái nhà xưởng, hay là đến những người thợ ở làng quê mình để người ta xem, thì lúc đó các bác sẽ yên tâm về cái sản phẩm đấy các bác nhá. Còn một cái nữa là một cái cảnh báo mà em muốn cảnh báo cho các bác ấy, và như bác này đã nói này, là khi đã sơn lên rồi thì chắc chắn
sẽ không biết được cái gì nó là bên trong, các bạn nhá. Nên là đi mua hàng, đặc biệt những dịp Tết lễ sắp tới đây, những dịp cuối năm 2024 tới đây, là rất nhiều các bác chuẩn bị sắm đồ mới, đặc biệt là các bác nào đang xây nhà mới nhá, đang xây nhà mới và đang sửa sang nhà mới, là cái thời gian nó còn ngắn, là các bác thường thường là chọn cách là đi mua luôn, phải đi mua cái sản phẩm hàng sơn luôn. Đấy, thì với những cái cơ sở uy tín đấy thì em không nói, tại vì người ta vẫn có một số những cái cơ sở người ta làm những cái sản phẩm lên sẵn đấy, nó tốt lên sẵn thì có những cái hàng trưng bày, những cái showroom. Nhưng mà những cái cơ sở không uy tín hay là mình muốn đảm bảo cái phần chắc chắn về phần mình thì em khuyên các bác là nên mua hàng đặt, đặt hàng đặt cho nó thoải mái đấy, kiểm tra được kỹ cái phần mộc từ khâu xẻ gỗ mộc xong lên sơn, như vậy thì mình mới yên tâm được các bác nhá. Tuyệt đối là không đi mua hàng sơn các bạn, tuyệt đối không đi mua hàng sơn, vì sơn lên rồi rác gỗ, mọt gỗ đấy, mắt mũi sâu xia thì mình sẽ không biết được và nó sẽ bị ảnh hưởng đến sản phẩm của mình cực kỳ là nhiều các bạn. Đấy thì cảm ơn bác đã góp ý đấy, chia sẻ cái kinh nghiệm làm nghề của bác thợ sơn đấy, đăng trên ở kênh YouTube của Đồ Gỗ Dân Vũ bên em. Đấy thì em cũng ở tiện đây em cũng cảnh báo với các bác đấy, chỉ cho các bác những cái cách mua hàng sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất, công khai nhất, minh bạch nhất các bác có thể áp dụng với cơ sở Đồ Gỗ Dân Vũ bên em hay là cơ sở của các bác tin tưởng các bác nhá. Xin chào và tạm biệt các bác.